và màu đen, ba màu cho mình chọn. Ai chốt mẫu này comment giúp em là cúp ngắn ngang vai kèm sinh thoại luôn giúp em. Hai mái xoăn ngắn, hai mái bây giờ em có ngang tới ngực, ngắn tới ngực được không chị Kim Ngọc Lê Thị ơi? Có ngắn cỡ ngang ngực nha, còn ngắn hơn là không có nha chị. Kẹp u em có nói rồi, kẹp u là em không like ha. Chị nào muốn xem kẹp u mình inbox giùm em. Kẹp u nhà em là đủ mẫu, đủ màu luôn. Nhưng mà trên live chị like tóc bộ thôi. Chị nào muốn xem kẹp u mình inbox trực tiếp giùm em nha. Hoặc là xem album tóc kẹp cho u giùm em. Rồi chốt giúp em. Cúp ngang vai kèm sinh thoại luôn giúp em ha. Rồi em coi mẫu tiếp nè mấy chị nè. Đây em cho mình xem mẫu 2 mái xăng lửng nha. Đây mẫu này là 2 mái xăng lửng nha. 2 mái xăng lửng 220.000. Ngắn nữa hả? Ngắn nữa thì nó qua 3030 nha chị Lý Út ơi. Lý Út hồi nãy có chốt 3030 chưa ta? Ngắn hơn chút bay thì qua 3030 rồi chị. Rồi đây là hai mái xoăn lửng nè. Hai mái xoăn lửng này là em có màu nâu vàng em đang mang và màu nâu sô cô la ha. Nâu vàng sô cô la hai màu. Chốt mẫu này comment giúp em hai mái xoăn lửng kèm sinh thoại luôn giúp em. Dạ cho chị mẫu em đang đội chị Loan Bích ơi, chị lấy hai mái xoăn dài hay hai mái xoăn lửng thì chốt cho em kèm số điện thoại của chị ha. Chốt mẫu nào comment mã hàng màu gì kèm sinh thoại luôn giúp em. Lấy mẫu này comment cho em hai mái xoăn lửng hai màu nâu vàng với sô cô la thôi nha, em không có đen nha. Chốt giúp em hai mái xoăn lửng nè. Rồi em qua mẫu là mấy chị nè, xem mẫu nào mình comment lên cho em nha. Ngắn nữa đi qua 3030 nãy chị đi Út chị xem 3030 chưa chị. Rồi em lên tiếp cho mình nè. Em lên tiếp cho mình xem mẫu tóc cột thẳng dài nha em ha. Mai Mỹ Liên hai mái xoăn lửng ok chị inbox thì chị có messenger giúp em nha chị ơi. Đây em lên cho mình xem cái mẫu cột thẳng dài. Cột thẳng dài là 100.000 ha. Tóc cột thẳng dài 100.000. Màu em đang mang là nâu vàng có sô cô la, màu đen ba màu cho mình chọn ha. Lấy cái cột này comment giúp em, cột thẳng dài kèm sinh thoại luôn giúp em nha. Cột thẳng dài kèm sức thoại luôn cho em 100.000. Cột thẳng dài kèm sức thoại luôn cho em 100.000, dài 60cm ha. Đầu suông ngắn cúp ngang vai. Ok chị Loan Bích, Loan Bích comment giúp em là cúp ngang vai kèm sức thoại cho em nha chị Loan Bích ơi. Ai lấy cột thẳng chốt cột thẳng kèm sức thoại luôn giúp em. Xoăn có mái thưa. Mẫu nào nguyên đầu mẫu nào em cũng mái thưa hết. Nhưng mà là mái thưa vừa nha chị ơi. Chứ còn mái thưa mái sợi là không có đâu nha. Mái thưa vừa nha. Qua luôn cột xù nha. Cột xù nha em chỉ có 100.000 chất siêu dày ha. 100.000 chất siêu dày nè. Cột xù 100.000 ha. Ai lấy cột xù chốt cột xù kèm sinh thoại luôn giúp em. Cột xù kèm sinh thoại luôn cho em 100.000. Nâu vàng, sô-cô-la và màu đen ba màu cho mình chọn nha. Chốt giúp em là cột xù kèm sinh thoại luôn giúp em. Cột xù kèm sức thoại luôn cho em siêu xinh luôn nha mấy chị nha. Nguyên đầu mẫu nào em cũng có máy thưa hết chị ơi. Thưa vừa nè em cho mình xem mã 74 nha. Loại này là xăng cực kỳ nhẹ phần đuôi. Dạ mấy chị chốt hàng thì mình nhớ inbox địa chỉ qua cho em ha. Chị nào mình inbox trực tiếp thì bên em sẽ không gọi chốt nữa. Bên em sẽ chốt gửi đi luôn cho mình. Ưu tiên chốt trước cho những chị nào mình inbox địa chỉ qua nha. Còn những chị nào mình không inbox thì ngày sáng ngày mai bên em sẽ gọi chốt cho mình ha. Gọi chốt ok cho mấy chị, chốt hàng ok cho mấy chị là bên em gửi hàng đi luôn nha mấy chị nha. Rồi mẫu này em đang lên cho mình xem là mã 74 ha. Nguyên đầu 74 xoăn 50cm. Máy là máy thưa vừa như vậy nha mấy chị nha. Chứ còn máy thưa mà máy sợi len hoa là không có đâu. Chốt mẫu này comment giúp em là 74 kèm số điện thoại luôn cho em. Ba màu nâu vàng, sô cô la và màu đen nha. 220 một bộ tặng kèm lưới trùm. Chốt giúp em mẫu này là 74 kèm số điện thoại luôn giúp em. Xong ngang vai nguyên đầu là 1804 nha chị Ngọc Thủy ơi. Ok chị Thảo nha. Rồi lấy mẫu này comment giúp em
74 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 74 xanh 50 sen kèm số điện thoại luôn cho em. 220.000 tặng kèm lưới chùm. Không có gì khác nữa. Xem nguyên đầu xù, ok em. Đây xù rất là xinh luôn nè em ơi. Kêu cái gì lắm ăn rồi. Kêu cái đầu anh. Rồi mẫu này xù dài nguyên đầu. Xù dài nguyên đầu 220.000. Ai chốt mẫu này comment giúp em là xù dài kèm số điện thoại luôn giúp em. Ship toàn quốc là 30.000 nha mấy chị ơi. Nguyên đầu xù đây nha, xù sống nha em, chất siêu đẹp nè. Kêu cho em bánh đi. Lấy mẫu này comment giúp em là xù dài nguyên đầu kèm số điện thoại luôn giúp em. Xù dài nguyên đầu kèm số điện thoại luôn giúp em. Xem lại 1804 ok ha. Xù dài nguyên đầu kèm số điện thoại luôn cho em ha. Màu nâu vàng em đang mang có sô-cô-la và màu đen, 3 màu cho mình chọn nha. Chốt mẫu này comment giúp em là xù dài kèm số điện thoại luôn giúp em. Hai máy thẳng dài. Hai máy thẳng dài thì mình inbox giùm em hay nha. Hai máy thẳng dài em chưa like rồi chị ơi, em chưa đem mẫu ra nha. Rồi xù dài này rất là dễ thương, có 3 màu ha. Bình chánh ship là 2-3 ngày tới nha chị ơi. Chốt mẫu này comment giúp em là xù dài nguyên đầu. Xù dài nguyên đầu kèm số điện thoại luôn giúp em. 220.000 siêu đẹp luôn nha. Dạ. Rồi em đang lên cho mình xem mẫu này ha. Xăng ngang vai 1804. Xăng ngang vai nguyên đầu 1804 nha. 220.000. Ai chốt mẫu này comment giúp em 1804 kèm số điện thoại luôn giúp em. 1804 kèm số điện thoại luôn giúp em. Nâu vàng, sô-cô-la và đen, 3 màu cho mình chọn ha. Chốt mẫu này comment cho em là 1804. Xăng bồng bềnh ngang vai nha. Kiểu xăng này là xăng để kiểu xăng Hàn Quốc mấy chị ha. Xăng bồng bềnh, xăng gần sống, không phải là xăng lọn ha. Cho nên là mình mang không có sợ già nha mấy chị nha. Chốt mẫu này comment cho em là 1804, 3 màu ha. Tóc cho em bé hả? Tóc cho em bé thì em có tóc bộ ha. Rồi tóc muối na chai cho em bé ha. Mẫu đó mình inbox trực tiếp giùm em nha. Rồi chốt hàng comment cho em là 1804 kèm số điện thoại luôn giúp em. Rồi ai chốt gì nữa mình chốt luôn cho em nha. Chị nào chốt gì nữa thì mình chốt luôn cho em nè mấy chị ơi.